Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư 21 tây tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, từ bao nhiêu lâu nay khi cộng đồng người Việt Nam được thành lập khắp nơi trên đất nước Mỹ thì những cái cơ sở tôn giáo cũng đi kèm. Khi thì nhà chúng ta đều thấy nhà thờ các chùa chiền đều đi kèm với những nơi mà người Việt đặt chân. Và những nơi thờ phượng như vậy trở thành một cái điểm hội tụ về tình quê hương và hội tụ về vấn đề tâm linh cho các đồng hương người việt chuyện đang xảy ra ở khu vực lý đô sài gòn là một ngôi chùa lớn đã bị bán đấu giá chuyện này làm rất xôn xao không những cho phật tử mà cho những đồng hương của người việt ở tại khu vực này quan tâm chuyện gì đã xảy ra và đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Thưa anh Dũng, ngôi chùa chúng ta muốn nói đến là ngôi chùa nào? Những sự tình tình tiếp bên trong ra sao? Vâng, chào, Phi Long kính chào khán giả SBTN. Đó là chúng tôi muốn nói đến ngôi chùa Bát Nhã nằm ở trên đường First ngay trung tâm Rio Sài Gòn ở thành phố Santa Ana. À, ngày 5 tháng Giêng vừa rồi thì uh, văn phòng luật sư Steve uh, Stephenson ở tại Tustin có gửi ra một cái thư gọi là tạm gọi là letter of eviction tức là yêu cầu tất cả những người nào sống trong chùa này trong vòng 90 ngày phải ra khỏi cái chùa này dọn cái chùa này. À, bây giờ cái chùa này thuộc quyền sở hữu của một nhóm đầu tư khác mà cái người ủy nhiệm viên đó là có tên là Tiffany Phạm bây giờ làm chủ cái ngôi chùa này tức là ngôi chùa này bây giờ thuật tử là về về mặt pháp lý là không không có làm chủ nữa mà là một cái thực thể sở hữu toàn bộ cái chùa này, có như chùa đã mất, được chưa? chùa đã mất. Thực thể này bà? có thể là một công ty, có lẽ một tập đoàn một, một hay nào. là cái một cái gì, gì đó, đó một cái gì đó mình không ừ. biết, mọi mà người đại diện đó là Tiffany Phạm, nó gọi là trustee, đội ủy nhiệm viên, và bà này đã yêu cầu cho luật sư, và luật sư đã có như gửi giấy luật sư Steven Silverstein Ngày 5 tháng Hiêng đã gửi, thì có 90 ngày ra 3 tháng để ra khỏi cái chùa này, trả lại miếng đất cho người ta, bởi vì người ta làm chủ, đó. Thế thì sự tình như thế nào? Đó. đó là điều chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Đầu tiên hết, đó, cái chùa Bát Nhã này nó được thành lập năm 1993 ở thành phố Gan Ro, ở con đường West. Cái người mà sáng lập và viện chủ chùa này là Hòa Thượng Thích Nguyên Chí. Ông cũng là Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ. Sau đó thì cái chùa này rời về đường Sullivan ở thành phố Santa Ana. Đến năm 2016, chùa này mới rời về cái chỗ hiện nay là mua được miếng đất này. ở Địa chỉ là 4717 West First Street là hiện nay như quý vị thấy, thấy trên màn hình từ năm 2016. Lúc đó theo hồ sơ phát bãi đó, chùa này mua là 4 triệu đô la Nữ đất là mua 4 triệu đô la Chùa trả 2 triệu Vay 2 triệu Của một người Sau đó đó Trả thêm được 700 ngàn nữa Là còn thiếu 1 triệu 3 à, Sau đó chùa đã gom đủ 1 triệu 3 Trả cho cái Một công ty đó Xong không còn nợ nữa Và họ hoạt động bình thường Vân 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 Thì Đến ngày gọi là 8 tháng 2 tự nhiên là có người biết cái chuyện là chùa này giờ đã không còn làm sở hữu nữa. Và ngày 30 tháng riêng vừa qua, một Phật tử chùa này tên là Lê Hiệp, có người làm trong địa ốc, quen địa ốc, họ mới lục hồ sơ, thấy cái chùa này bây giờ bị mất rồi. Qua tay người khác, thì ông này mới vào gặp gọi là ni sư trụ trì cái chùa này, là ni sư Huệ Chiếu, tên thật là Đỗ Thị Huệ Nghiêm, và trên màn hình quý là ông Lê Hiệp mới kiếm bà này để hỏi như nào thì không gặp bà này và cuối cùng thì chuyện nó đổ bể ra hết và người ta đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra và thứ bảy vừa rồi ngày 17 tháng 2 một số phật tử đã đến cái tượng phật bà quan âm ở trong chùa đó họ cầu cầu nguyện họ mong là cái chùa đừng bị mất họ cầu nguyện vậy thôi chứ họ không biết làm gì cả bây giờ đó, đó là câu chuyện nó sơ khởi như thế thì bây giờ lục trong hồ sơ đó thì người ta mới thấy là cái chùa này á nó có hai cái ban đầu tiên nó gọi là hội đồng quản trị của cái chùa hội đồng dưới hội đồng quản trị nó có gọi là ban trị sự ban trị sự đây cũng như ban điều hành hội đồng quản trị này gồm có 5 người hòa thượng thích nguyên trí hòa thượng thích nguyên siêu sư cô hệ chiếu ông huỳnh Tân lê và ông long nguyễn năm người trong năm người này họ mới lập ra cái ban trị sự trong ban trị sự nó có ba người là sư cô huệ chiếu là thành viên hội đồng quản trị làm tổng giám đốc coi như ceo coi như điều hành trưởng ban điều hành người thứ nhì là ông nguyễn huy anh tuấn là thư ký và người thứ ba là bà nguyễn khánh lan là thuộc quỹ thì ba cái người này đó mới là nộp hồ sơ cho tiểu bang là gọi là trên danh nghĩa là gì non profit organization để miễn thuế miễn trừ thuế đó thì trên hồ sơ tiểu bang bây giờ là tên ba người này chứ không phải tên năm người kia À, đó là thứ nhất thì câu chuyện đó trở lại với chuyện mà mượn tiền mua chùa này kia các thứ đó thì xong xuôi hết rồi Đấy không thì tự nhiên đến cái ngày mà gọi là 8 tháng 8 năm 2018 thì họ vay một triệu ba và họ đã trả xong Đến ngày 10 tháng 6 năm 2002, chùa giải quyết xong số nợ 1 triệu 3, cho tôi nói hồi nãy là không còn nợ cái gì nữa hết. Nhưng mà tự nhiên không biết vì lý do gì, ngày 14 tháng 6, cái chủ quyền của chùa lại được chuyển qua cho Ni Sư Huệ Chiếu, tức là bà Đỗ Thị Hiệu Nghiêm. Lúc đó trị giá bất động sản là 4 triệu rưỡi đô la, trị giá cho đó. Vì sao chuyển qua, chúng ta khoan nói tới. 14 tháng 6 năm 2002, chuyển sở hữu cho bà này đến ngày 15 tháng 9 năm 2002, bà ni sư này lúc đó là trụ trì không? vay nóng 1 triệu 7 đô la của JL Financing LLC với lãi suất 11.75% anh làm có thể tưởng tượng không 11.75% rồi sau đó không biết vì lý do gì bà không trả tiền lời cho cái JL Financing LLC thì lời hàng tháng Thành ra công ty này đã cảnh cáo bà mấy lần thì đại khái ra không trả. Thế là họ mới giao cho một công ty đòi nợ. Công ty đó đòi nợ và rồi đấu giá tài sản này. đó Công ty đó là Lender TD Service Inc. TR. Lúc đó tổng số tiền nợ và tiền lời của 1 triệu 7 và tiền phạt nó lên tới tổng cộng là 2 triệu. Đó, từ 1 triệu 7 đến 2 triệu. Thì đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, Lender TD Service Inc. TR bán đấu giá cái chùa với giá là 3 triệu 634 ngàn đô la cho một thực thể do bà Tiffany Phạm làm ủy nhiệm viên. Và đến ngày 5 tháng Giêng thì văn phòng luật sư Steve Silverton gửi letter of cho chùa nhã. Đó, câu chuyện nó như vậy. Thì kể cho quý vị biết luôn là tại sao bà Ni Sư Huệ Nghiêm ở à Huệ Chiếu lại là tổng giám đốc của cái chùa này, tức là trụ trì cái chùa này. Chùa này trước đây là do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Vừa là viện chủ vừa là trụ trì Nhưng mà đến cái ngày à, 24 tháng 12 năm 2021 Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lúc đó bệnh Già yếu Ông không muốn làm trụ trì nữa Thì ngày đó có một cái buổi lễ Ở tại chùa Bát Nhã Qua cái sự đề cử và thỉnh nguyện Của Hòa Thượng Thích Quảng Trí Với hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ Và ông này đề cử bà Huệ Chiếu lên làm chủ trì Và đã được hội đồng chấp thuận Và ngày hôm đó ông Huỳnh Tấn Lê là tổng thư ký và đồng thời tổng thư ký của chùa và đồng thời là tổng vụ trưởng tổng vụ pháp chế giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ kiêm phụ tá cho hòa thượng chủ tịch hội đồng điều hành Phật giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đặt cái quyết định đó là ngày 24 tháng 12 năm 2003 Huệ Chiếu chính thức làm chủ trì Và kể đó tên của bà nằm ở trong tiểu bang luôn à. Thì bà Ni Sư Huệ Chiếu này đó Lúc đó bà là thành viên hội đồng quản trị Như hồi nãy tôi nói rồi Bà cũng là thủ quỹ luôn Vừa là hội đồng quản trị Rồi bà làm thủ quỹ trong cái uh, Ban trị sự Sau đó bà mới trở thành là tổng giám đốc của ban trị sự đó Và bà là đệ tử Của Hòa Thượng Thích Quyên Chí Và đồng thời cháu gọi Hòa Thượng Thích Quyên Chí là cậu ruột tức là mẹ của bà là chị ruột của bà của ông Quốc Nguyên Chí. Đó. Câu chuyện là như vậy thưa anh. Thành ra bây giờ trên thực tế là hội đồng điều hành hay là ban trị sự hay là hội, đồng, hội đồng quản trị của chùa Bát Nhã không còn làm chủ cái chùa này nữa. Mà bây giờ là một thực thể khác làm chủ, mình không biết là ai. Nhưng mà trên giấy tờ pháp lý là chùa Bát Nhã là không còn nữa. Trong cái sự việc này có một cái số câu hỏi khi mà nghe cái câu chuyện mà anh Đôi Dũng đang trình bày thì thứ nhất chúng tôi thấy là tự nhiên không không uh, cái người mà giữ cái vai trò gọi là uh, chủ trì là Nico thích nữ hội chiếu đúng không anh đúng rồi tự nhiên đi mượn một triệu bảy để làm gì rồi để mà vướng một, một một triệu một triệu bảy đúng không anh? Vâng à, mượn cái số tiền đó để rồi không có trả tiền lại cho cái công ty cho mượn để rồi đi đến một cái tình cảnh là họ phải đưa ra cái chuyện mà bán đấu giá để họ lấy lại tiền. Vâng với cái công ty này khi họ cho mượn 1 triệu bảy cho bà Đỗ Thị Huệ nghiêm tức là uh, ni sư Huệ chiếu, sư Huệ chiếu thì bây giờ bán họ lấy lại cái phần tiền tòa án tiền lời là lấy được 2 triệu còn cái công ty công ty mà mua lại công ty cho bà Tiffany Phạm làm ủy viên mua lại với giá là 3 triệu 6 thì thứ nhất chúng ta thấy rằng là những câu hỏi được đặt ra là nếu mà trong vai trò tu hành mà làm việc như thế nào đó trong một cái ngôi chùa đã trả hết tiền rồi không còn nợ nần gì cả Vậy mượn thêm 1 triệu 7 để đưa đến tình cảnh mất chùa như thế này thì là thế nào? Rồi cái số tiền mà cái công ty sau mua lại 3 triệu 6 để trả lại cái khoản nợ 2 triệu của mà cô bà của Nico hệ chiếu này thiếu nợ của công ty cho mượn tiền. Dây đó, coi bao nhiêu là lấy 2 triệu trả dây Thế thì cái tiền khoản dư ra 1 triệu 6 nó sẽ nằm vào trong tay ai đó là những câu hỏi mà chúng ta thấy trong cái sự việc này câu chuyện này còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét sâu hơn nữa xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng ở sptn chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chữ bằng tầng sptn những câu hỏi được đặt ra khi chúng ta uh, nghe về những cái câu chuyện liên quan đến những cái vấn đề giấy tờ pháp lý cũng như giấy tờ mà sở hữu tài sản của chùa bát nhã đặt ra khá nhiều câu hỏi thông thường với một cơ sở tôn giáo hay như vậy hoặc là bất kỳ cơ sở nào khi mà quý vị trả hết tiền nợ chúng ta hoàn toàn làm chủ thì phải nói rằng là điều này rất là nhẹ nhàng và đặc biệt cơ sở tôn giáo không phải là một cơ sở kinh doanh để mà chúng ta phải đầu tư thêm tiền để mà kiếm thêm lợi nhuận thì câu hỏi được đặt ra là một người tu hành như một ni cô hệ chiếu trong trường hợp này lại đi vay nóng, đi vay nóng tiền chứ không phải đi qua một cái hệ thống ngân hàng nhà băng nào, đi vay nóng một số tiền lời phải là kỷ lục 11.25% 75. 11.75% còn hơn điều tôi nghĩ. Mà từ năm 2022, để rồi không có trả nợ hay đúng hạn, để rồi đưa đến tình cảnh phải bị bán đông giá như thế này. Thì câu chuyện được đặt ra là người ta thắc mắc, tại sao một ngôi chùa không còn nợ đi mượn một số tiền quá lớn để rồi không trả được. Rồi rốt cuộc bây giờ, công ty mà đứng ra đòi lại tiền, họ chi phí của là 2 triệu bây giờ bán được 3 triệu 6 thì cái số 1 triệu 6 đó sẽ trả lại cho ai đó là những câu hỏi mà chúng ta thấy nghe trong cái vụ này thật à, ờ, cái để trả lời anh luôn là cái bán 3 triệu 6 để trả cái 2 triệu đó trong ừ. đó nó có thêm chi phí là khoảng 300.000 tiền chi phí đấu giá là các thứ này kia đó là 2 triệu 3 thì nó còn lại là còn một triệu ba ừ. về nguyên tắc thì đương nhiên một triệu ba nó sẽ phải đưa lại cho bà hệ sư cô hệ chiếu ừ. về nguyên tắc nha còn ừ. có đưa không mình không biết ừ. xong chuyện đã xong cái câu hỏi thứ nhì của anh đặt ra là tại sao chùa trả tiền xong vậy thì lại vay một triệu bảy thì ở đây nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là những chuyện sư cô hệ chiếu làm hội đồng quản trị có biết hay không và ban điều hành cái ban trị sự đó có biết hay không là bởi vì đó khi mà chuyển cái sở hữu này đi vay cái số tiền này trước hết đi vay số tiền này, thì ban trị sự phải biết liệu họ biết hay không chúng ta không biết đúng không bởi vì trên giấy nợ có tên mình si cô hệ chiếu thôi đó mình chỉ biết như vậy thôi thì không biết là những người kia có biết hay không những người trong ban trị sự có biết hay không những người trong hội đồng quản trị có biết hay không đó. Thì có một cái tài liệu ở tòa Cho thấy là vào tháng Hồi tháng 12 năm 2002 Hòa thượng Thích Nguyên Trí có bị kiện Về cái vụ là Sách nhiễu tình dục một số phụ nữ Hồi họ còn trẻ Thì tại phiên tòa đó Luật sư bên Nguyên Có đưa ra cái tờ giấy là đã truyền chủ quyền Cho sư cô Huệ Chiếu thì những người đó phải biết nhưng mà không biết là họ có nói lại hay là họ có nhớ không chúng ta không biết chỉ có lúc biết đấy họ, họ có nhớ không chúng ta không mình chúng ta khoan khoan nói thế là đúng không đó chỉ biết là như vậy thôi thì liệu họ có biết là sư cô mượn một triệu bảy hay không chúng ta không biết rồi trong chuyện này vì sao sư cô mà gọi là ở uh, vay 1 triệu 7 thì bây giờ trước hết đó phải nói rằng là cái chuyện mà chuyển sở hữu qua cho sư cô nó đi ngược lại với mục đích tôn chỉ của chùa Bát Nhã khi thành lập vào ngày 2 tháng riêng năm 1993 lúc đó cho các bản điều lệ đó có ghi rõ như này mà do hòa thượng thích nguyên trí ký nha ông là người sáng lập cũng có viết cái câu như sau bất động sản này hoàn toàn được sử dụng cho mục đích tôn giáo hoặc từ thiện và không được trở thành thu nhập hoặc tài sản có lợi cho bất cứ thành viên hội đồng quản trị, giới chức hoặc thành viên nào với tư cách là một cá nhân. Tức là cái sự ừ. chuyển giao cái tài sản này qua sư cô Huệ Nghiêm là một điều bất hợp pháp theo quy định của chùa. Không phải là của pháp luật nha. Ừ. Thấy chưa? Rõ là pháp luật các chùa khác. Rồi. Bây giờ vì sao mượn 1 triệu 7? Chỉ có sư cô Huệ chưa biết mà thôi. Chúng ta không biết nhưng vào cùng thời điểm mà vay tiền đó thì có vụ kiện như tôi nói vừa rồi ở tòa vào tháng 12 năm 2002 hai cái cô Thi Nguyễn và Tina Lê đã nộp lên lên tòa tố cáo hòa thượng Thích Minh Chí sau một thời gian xử này kia đến ngày 5 tháng 7 năm 2003 tòa ra phán quyết buộc hòa thượng Thích Minh Chí phải bồi thường cho mỗi cô 175 000 đô la tức là hai người là 350 000 đô la và sau đó có thêm hai cô nữa kiện và tôi là cái người phỏng vấn cô Thi Nguyễn nói là sẽ còn nhiều người nước kiện, Đấy, anh hiểu câu chuyện này ừ. gì? tức là tòa chùa sẽ bị kiện dài dài mấy cô đó là bây giờ nếu mà hai cô này kiện mà thắng kiện rồi là chẳng những người khác sẽ kiện ra nữa, tôi chỉ biết có sự kiện thôi, còn vì sao một triệu bảy tôi không biết, tôi đưa anh hai sự kiện đúng yeah. không? nó trùng thời điểm luôn, vấn đề mà... đó anh có thắc mắc gì nữa không? Yeah. Đó, trả lời hai câu hỏi rồi đó à, không? tôi thắc mắc. rồi thắc mắc cái gì? trước đó, trước khi mà chuyển cái quyền sở hữu của ngôi chùa cho Nico hệ chiếu, uh -huh. thì ai là chủ sở hữu? ờ ừ, cái 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 chùa cái cái hội đồng quản trị cái à, ban trị sự. ok thế nhưng mà tại sao họ tại sao họ chuyển trở thành tài sản riêng cho cô, thì đó. cô 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 hệ chiếu đó rồi cái điều kế tiếp bây giờ, bây giờ anh, anh 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 đặt câu hỏi dạ. mông lung á dạ. anh cứ hỏi tôi tôi trả lời dạ. nha anh thôi dạ. <laughs> không nên vậy dễ dễ à. khán giả dễ hiểu dạ bây giờ khi mà chuyển cái tài sản đó qua cho Nico cô hệ chiếu đi ngược lại cái 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 tôn chỉ của cái chùa uh -huh. như anh vừa mới đọc thì những điều đó những người trong ban trị sự mà họ đã đồng ý Cái việc này họ có nêu ra một cái lý do tại sao họ làm việc đó hay không đi ngược lại tôn chỉ của 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 chính chùa tôi trả lời luôn tôi không biết là họ có đồng ý hay không họ à. có biết hay không à, à. chúng ta không biết chúng ta không biết về chuyện này luôn đúng không chúng ta chỉ thấy những gì này ngày đó ngày 14 tháng 6 2002, chùa chuyển chủ quyền sang cho bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm Tân Ni sư Huệ Chiếu lúc đó chỉ giá bất động sản là 4 triệu rưỡi đó là những gì chúng ta thấy được trên tòa trên giấy tờ ừ. còn họ có bàn hay không mấy người kia biết chúng ta không biết Đúng chưa? Ừ. Tôi kể hai sự kiện Ngày 14 tháng 6 Chuyển chủ quyền cho Ni sư Huệ Chiếu Và điều đó Nó đi ngược lại mục đích tôn chỉ Của chùa Của chùa nha Phải của pháp luật nha ừ. Còn tại sao chuyển được Ai đồng ý chuyển Chúng ta không biết Được chưa? Rồi. Đó, trả lời với anh như vậy yeah. Tức là khi mà tôi làm chủ rồi Có mình tôi làm chủ thì tôi muốn làm gì chả được tôi đi vay tiền rồi tôi bị xiết nợ là chuyện của tôi chứ không phải chuyện của chua nữa được chưa rồi. rồi nếu như vậy thì thấy như tôi đặt câu hỏi đó ừ. là vì có một cái câu hỏi liên quan đến cái vụ kiện dạ. hòa thượng thích nguyên trí về cái dạ. chuyện mà gọi là sát nhiễu tình dục dạ. trong cái vụ kiện đó theo hồ sơ tòa mà chúng ta được biết cho đến bây giờ thì cá nhân ông hòa thượng phải bồi thường lại cho mỗi một người, gọi là uh, nạn nhân nạn nhân là 175 trăm bảy đúng rồi hai người, người là ba trăm năm triệu ấy ba trăm năm ngàn và đó trên tính chất cá nhân thôi và trong cái vụ kiện này những người này họ cũng muốn kiện chùa nhưng mà bên hội đồng trị sự chùa trong thời gian đó những người mà 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 có liên quan họ nói rằng là hòa thượng thích nguyên trí không phải là người điều hành chùa để tránh một cái vụ kiện mà họ kiện luôn cả ngôi chùa. Vâng. Thì trong cái sự việc này như thế, trong cái chuyện chuyển giao cái 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 sở hữu tài sản cho một cá nhân như thế, nó có liên quan gì đến cái vụ án này hay không? Tôi không biết. À, tôi không biết và tôi cũng không biết luôn. À, cái anh phải hỏi ở bên trong. Nhưng mà ở đây tôi chỉ đưa sự kiện thôi. Khi mà ra tòa đó hai cái cô này muốn liên cái trách nhiệm vô chùa đó thì ở chùa họ nói rằng ô ông thích viên trí ông chỉ là một người bình thường đến ông không làm gì cả và hai cô này không chứng minh được cái điều đó thành ra tòa bác vậy cuối cùng á tòa chỉ bắt ông thích viên trí đền thôi nhưng mà ông thích viên trí vẫn là viện chủ cái chùa này và trên giấy tờ đó thì là bà huệ nghiêm mới là chủ vào thời điểm năm 22 đúng rồi tháng 6 sau ngày 14 tháng 6 ừ. là bà ừ. là chủ ừ. rồi. Yeah. Thấy chưa? Thì trên giấy tờ là ông Thích Minh Chí không còn là chủ nữa. Mà chỉ, từ trước trên giấy tờ ông không phải là chủ luôn. Tôi đã làm trên giấy tờ nha. Còn trên thực tế là viện chủ, người ta gọi viện chủ gì hay là trong cái hội đồng nói gì nói là đó. Chuyện của quý vị. Trên hồ sơ của nhà nước Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ, người làm chủ ban đầu là Chùa Bát Nhã, Hội đồng Quản trị Bát Nhã. Nó gọi là... Yeah. Bát nhã Meditation Center of the United States. Tên nguyên văn nó như thế. Đến ngày 14 tháng 6, 2022 nó được chuyển qua Đỗ Thị Huệ Nghiêm. Một phụ nữ độc thân. Thì lúc đó bà mới mượn 1 triệu 7. Lúc đó bà làm chủ rồi. Chính, chính tờ. Đó. Thế bây giờ nó xảy ra những chuyện như vậy. Mình chỉ biết như vậy thôi. Còn bên trong như thế nào chúng ta không biết. Đây là mình nói về vấn đề pháp lý và công khai. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất là bây giờ cái chùa này giờ đi về đâu? Ừ. Có còn là chùa hay không? Thì thưa quý vị, đến ngày hôm nay đã là ngày 21 tháng 2. Như vậy đi đứt một tháng rưỡi. Còn một khoảng một tháng rưỡi nữa là phải di chuyển ra khỏi chùa. Không cần biết anh là ai, không biết từ đâu. Luật sư đã gửi đến quý vị có 90 ngày, mà hôm nay đã qua 45 ngày rồi. Đúng chưa? Từ ngày 5 tháng riêng giêng tới giờ. Ừ. Đó. Vì sao bây giờ ta mới biết cái chuyện đó mình không biết? tại sao chùa có biết không tại sao chùa không thông báo phật tử đó mình không biết mình chỉ biết một điều là anh còn 45 ngày nữa phải biến bây giờ làm sao giữ cái chùa đó thì nó có những cái cách như sau tức là mình hiểu bình thường thôi một đó là phật tử nào đó gom tiền lại và điều đình với cái thực thể mà do bà Tiffany Phạm đại diện làm sao mà trả lại số tiền đó cho cái bên mà JL cái bên mà nợ đó Mà mua lại cái chùa thì đúng không mà mua thiếu đúng chưa ừ. lại phải vay ngân hàng là trả dần dần thì mới lấy lại cái chùa được chưa bây giờ là ba triệu sáu rồi Ờ ba triệu sáu thì bây giờ không hỏi xem là... sẽ... bây giờ tôi giữ rồi tôi không, 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 tôi không, trả không, cho không, bên không, không 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 triệu bây 6. giờ mà nợ lại cái công ty mới mua đúng rồi à, nợ bây công giờ công ty mới, bây mới bây giờ mua. là học chùa hết nhã là có zero đồng trong này ừ. cái thực thể kia đó của bà Tiffany Phạm mới là sở hữu lúc đó ba bỏ 3 triệu 6 ra bây giờ mình khoan nói tạm thời nó là không tăng giá nữa nha chắc chắn giờ nó phải hơn 3 triệu 6 ra bây giờ mình, không, tạm gọi cho 3 triệu nó 6. đã là 4 triệu rưỡi rồi không bây giờ nó có thể là ừ. mấy tỷ luôn cái nó không quan trọng mình tạm chốt lại số 3 triệu 6 để mình nói chuyện dễ ừ. hiểu đúng không 3 triệu 6 đó thì hồi nãy mình tính đó là mất 2 triệu 3 là trả cho cũ với lại tiền đấy còn khoảng 1 triệu 3 theo nguyên tắc là đưa lại cho bà Huệ Chiếu đúng. Ừ. Thì bà Huệ Chiếu đó phải lấy phải đưa 1 triệu 3 đó ra thì còn thiếu nhiều 2 triệu 3 ừ. Đúng chưa làm ừ. sao anh kiếm được 2 triệu 3 Để mua lại cái này Với điều kiện bên kia đồng ý bán lại giá cũ Thế thì 1 triệu 7 mà trước đó Bà hãy Bây giờ lấy khoan Bây giờ thì không cần thì biết Số tiền đó ở đâu Thế tại sao mình không biết mà ừ. Bây giờ khoan mình chỉ biết là cái 1 triệu 3 này ừ. Anh đi như vậy nó suốt ừ. tạm. Bây giờ mình nói hiện tại nè ừ. Là họ đưa cho bà 1 triệu 3 Về nguyên tắc ừ. Mình không biết có đưa hay không Khi bán 3 triệu 6 là Trả cho chủ cũ là 2 triệu Tiền chi phí 300 ngàn là còn dư là 1 triệu 3 đưa cho bà đó về nguyên tắc đưa Bây giờ mình assume là đưa bà, giờ bà Đưa lại 1 triệu 3, đó không phải là anh Hiếu 2 triệu 3 ừ. Cái chùa 3 triệu 6 Mình cho là không tăng không gì đó Bên bà Tiffany Phạm đồng ý cho tôi Tôi lấy 3 triệu 6 tôi mua tôi lấy lại 3 triệu 6 Trả lại chùa đó. Thì thiếu 2 triệu 3 Kiếm 2 triệu 3 đưa lại cho bên bà Tiffany Phạm Để có cái Đó là một giải pháp Giải pháp thứ hai gì Em mướn lại chùa thuê lại chùa thuê lại chùa ha thế chưa thì thuê bao nhiêu mình không biết chỉ có hai giải pháp thôi còn giải pháp thứ ba là gì anh không làm được thì biến ừ. bởi vì đây là về pháp luật nha ở đây không nói chuyện tình cảm chú ý có 45 ngày nữa quý vị phải rời ra khỏi và ông luật sư stanfey cũng nói đó là quý vị phải lo tìm luật sư giải quyết chuyện này còn chúng tôi giờ là cái thực thể đó làm chủ và chúng tôi yêu cầu quý vị phải biến ừ. đó câu chuyện là như vậy thì ok đó là chứ còn bây giờ những cái những cái chuyện mà những chi tiết mà chúng ta phân tích bên ngoài yeah. trong cá nhân chúng tôi thấy một triệu ba sau cái điều này rồi đưa lại cho bên phía chùa đó là supposed to be uh -huh. 1 triệu ba rồi một triệu bảy mà bà Nico hệ chiếu đã lấy từ trước đó một, nếu trước. số tiền nó còn yeah, nếu mình không biết à, nếu nếu, tôi, nếu thì yeah, biết yeah, mình thì là tức mình có cộng triệu. lại là có 3 triệu đó vậy gì còn nợ 600 ngàn thôi 600 ngàn thôi đúng rồi à. đó, đó, nếu giờ... mà bên kia đồng ý uh -huh. là tôi cho huề vốn đó. là 3 triệu 6, bên đúng rồi. bây giờ tôi muốn và bán bán bao nhiêu tiền khác lên ok ừ. nếu là bên kia đồng ý 3 triệu sáu ừ. rồi nếu bên này recover ừ. thì lấy lại đây, được 3 à. triệu à. thì may ra tôi thiếu 600 000 ngàn thôi đó. nhưng mà chúng ta không biết được đó là cái như chúng ta thấy cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay à, chúng tôi uh, hẹn gặp uh, mai phi long đỗ dũng chúc quý gia đình ngày vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong trình sbt morning sáng ngày mai thứ năm 22 tháng 2 2024